đâu? Có thứ đâu ta tình tài. Chuẩn bị. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn quý vị sư thầy. Chư đồng đạo, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tiến tới luôn. Rồi trong kia bốc ra, trong kia bốc hàng ra. Nam Mô A Di Đà Phật, xin chân thành kính chúc quý sư thầy năm mới sức khỏe, tinh tấn, an lạc ha. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Năm mới kính chúc quý sư thầy các vị đồng đạo mình hưởng một cái mùa xuân sức khỏe thanh bình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa các bậc cao minh cao độ của Đức Thầy Hữu Kính. Kính thưa các vị sư thầy, các vị tu sĩ, cư sĩ và chư đồng đạo trong miền Thất Sơn Bảy Núi cũng như núi Ngũ Hồ Sơn kính mến. Hôm nay vào ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022 cũng là đầu xuân năm mới, thì vừa qua chúng ta cũng đã hưởng một cái mùa xuân hết sức là thanh bình, an lạc, và bây giờ thì chúng ta cũng hết sức là vui mừng do cái tình hình dịch bệnh nó cũng đã tạm lắng xuống, và đó là cũng nhờ vào cái công đức lành trong cái tinh thần tu hành cao thượng tốt đẹp của tất cả chư đồng đạo trên toàn thế giới, nhất là chúng ta trong nhiều thời gian qua đã dốc hết tâm trí nguyện cầu cho quốc thế dân an, dịch bệnh tiêu trừ, và cầu nguyện cho những người đã qua đời do dịch bệnh Covid-19. Thế nên hôm nay cái niềm vui mừng lớn nhất trong đầu xuân năm nay thì tất cả bà con của chúng ta ở nhiều mọi miền đất nước cũng được tự do đi lại để làm ăn, cuộc sống kinh tế được yên bình. Đó là một cái duyên lành công đức của chúng ta cũng đã góp sức một phần nào vào đó. Thì trước tiên chúng tôi xin chân thành gửi đến toàn thể tất cả chư quý vị lời cảm kính, chào mừng, tri ơn sâu sắc và trân trọng tốt đẹp nhất. Và bây giờ để trước khi đi vào cái buổi cấp pháp vào hôm nay thì chúng ta cũng tiếp tục làm bổn phận sứ mạng cao cả, đó là chúng ta thành tâm để rồi cầu nguyện cho quốc thế dân an, cầu nguyện cho dịch bệnh được tiêu trừ, cầu nguyện cho những người đã qua đời do dịch bệnh Covid-19, thì và đồng thời cũng cầu nguyện cầu siêu cho những người đã qua đời trong cái thời gian cũng như hiện tại vừa qua. Và giờ đây trước khi đi vào buổi cúng, chúng tôi xin chân thành kính mời toàn thể tất cả chư quý vị đồng giữ thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh, thứ bảy chánh niệm dự thì, khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm, hay là Tây phương tuy ở cõi xa thành tâm thì có Phật mà đau lai. Vậy thì giờ đây chương trình làm lễ xin phép được bắt đầu. Cung thỉnh mời toàn thể tất cả chư quý vị hướng về bậc Phật phía trước xá lễ ba xá. Kính thỉnh đồng trang nghiêm chắp tay ung dung lên trán thành tâm cầu nguyện quốc thế dân an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cửu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, phổ độ cho đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, toàn thể nhân loại được vạn sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân tiêu bai tịnh sự giải thoát mê ly. Chúng con thành tâm cầu nguyện cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, dân chúng được yên bình hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng xá bốn xá thay chữ bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo chương trình là phần cầu siêu. Kính mời tất cả chư quý vị đồng xá ba xá chắp tay lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho các tên sau đây: bà Trần Thị Hiến, pháp danh Quảng Minh, hưởng thọ 93 tuổi. Ông Phan Long Hồng, hưởng dương 51 tuổi. Bà Phan Thị Tuyết Dung, hưởng dương 51 tuổi. Ông Nguyễn Văn Lệ, hưởng thọ 64 tuổi. Bà Hồ Thị Bạc, hưởng thọ 77 tuổi. Ông Nguyễn Thành Trương là chú Tư Trương, hưởng dương 59 tuổi. Ông Nguyễn Thanh Hoàng 50 tuổi. Bà Nguyễn Ông Nguyễn Thanh Nam 79 tuổi. Bà Nguyễn Thị Thao 83 tuổi. Bà Nguyễn Thị Xuân 71 tuổi. Ông Trần Văn Thăng 70 tuổi. Trần Thị Bình 46 tuổi. Nguyễn Thanh Hoàng 50 tuổi. Cùng tất cả những vong linh đã qua đời do dịch bệnh Covid-19 vừa qua, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Bốn xá. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Quý vị xá bà xá thu hương. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa cùng toàn thể tất cả quý vị tu sĩ, cư sĩ và chư đồng đạo gần xa hiện diện có mặt kính mến, thưa quý vị. Thì vừa qua chúng ta cũng đã thực thi theo cái chương trình cầu nguyện quốc thế dân an, cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ và cầu siêu, cũng như cầu nguyện cho tất cả những vong linh đã qua đời, cũng như các vị mạnh thường quân, người thân của mạnh thường quân đã qua đời. Thì tiếp theo đây, trong cái chương trình nhân duyên hôm nay, được hội ngộ là ba anh em là Tuấn Dũng, Thành Hậu và Châu Phú, để rồi hợp tác. Thường thường ta nói cái câu là một cây làm chẳng nên non, mà ba cây dựng lại nên hồ núi cao. Cho nên ba anh em hợp tác hôm nay phải nói là một cái điều rất là sức mạnh, rất là thành công ha. Thì xin thưa với tất cả quý cô bác, chư đồng đạo kính mến, thì ở đây tất cả các anh em là cái người đại diện cho các mạnh thường quân. Do vậy thì cái việc làm này nó hết sức là quan trọng, hết sức là cao cả, cho nên cần phải có cái sự minh bạch cụ thể để báo cáo với các mạnh thường quân. Do vậy mà tất cả cô bác mình cũng niệm tình quan hệ cho, và qua đó cũng thực hiện theo cái tinh thần đoàn kết mà Đức Thầy đã chỉ dạy, là hãy thương yêu lẫn nhau như con một cha, để giờ dìu dắt lẫn nhau vào cái con đường đạo đức. Hôm nay trong cái chương trình cấp phát quà thì chúng ta không có phân biệt tôn giáo, hầu hết là tất cả quý sư thầy hay là các vị tu sĩ cư sĩ ở đồng đạo của chúng ta thì luôn luôn đồng hành để rồi cùng nhau là đoàn kết, để rồi khích lệ sách tấn trên cái con đường tu thân hành thiện đúng theo Đức Thầy đã chỉ dạy, là thương yêu lẫn nhau như con một cha, và vừa dắt lẫn nhau vào cái con đường đạo đức. Chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hương Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận trọn đường nguyên nguyên. Thì hôm nay quý vị mình ít nhiều cũng đã thực thi được cái lời của Đức Tôn Sư chỉ dạy. Vậy thì giờ đây, để khỏi mất thời gian trong cái chương trình của cái buổi cấp phát quà này, trước tiên chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Tuấn Dũng, nhịp cầu nhân ái, đại diện các vị mạnh thường quân, sẽ đọc báo cáo cái kết quả tình tài mà các mạnh thường quân đã trao gửi. Vì thì giờ đây xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Lấy nước cái phun chút. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên cho phép Tuấn Dũng xin thân ái kính chào toàn thể quý cô chú, anh chị em, đồng đạo có mặt tại nơi núi dài Ngũ Hồ Sơn, cũng như là cấp của tu sĩ Thanh Hòa. Lời đầu tiên thì kính chúc cho tất cả quý cô chú anh chị luôn nhiều trạng sức khỏe. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay ba anh em Tấn Dũng và Thành Hậu cùng với Châu Phú và Thanh Hòa, bốn người dân quân, thay mặt tất cả các mạnh thường quân trợ duyên cho tất cả quý vị tu sĩ ở vùng Thất Sơn, thì rất là nhiều bà con mạnh thường quân cũng muốn biết là phát quà
cho các vị tu sĩ vào ngày nào thì sẵn đây ba anh em cũng bốn anh em và bốn anh em cũng thông báo cho bà con mạnh thường quân cũng như là quý vị tu sĩ biết luôn là phát định kỳ hàng tháng vào ngày rằm và 14 hoặc là 15 hai ngày đó. Thì bữa nay là 14 cũng là cái ngày rằm tháng giêng rằm thượng quân thì bà con mạnh thường quân cũng gửi cho ba anh em để đi phóng sanh rồi đi phát quà trợ duyên các vị tu sĩ. Thì đúng ra là ngày mai này là ngày 15 thì ba anh em sẽ dự định phóng sanh đó vị, nhưng mà vì giá cá tăng lên bất thường, thay vì bình thường thì 25.000 ký ta chở ra tới sông luôn cá chép, nhưng mà bây giờ ta lên tới 33.000, thành ra nó hơi 8.000, cho nên là ba anh em dời lại thì ngày cho rẻ là một chút để phóng cho được nhiều, là phóng sanh ngày 17 âm lịch. Và cũng mong quý bà con cô bác mình cũng thông cảm, bởi vì mình làm trong cái tháng giêng thì cũng đều ngày nào cũng tốt hết vị. Và hôm nay thì Thí Dũng nhận được những cái phần tịnh tài của các mạnh thường quân đã trợ duyên. Thì hôm nay Thí Dũng hỗ trợ là một tấn gạo cùng với nhu yếu phẩm và mì. Châu Phú thì cũng một tấn gạo và thực phẩm. Và Thành Hậu thì tịnh tài, cho nên là ba anh em kết hợp lại. Thì Thí Dũng nhận được những cái số tiền của các mạnh thường quân như sau. Thứ nhất là chị Vương Hồng gửi dùm chú Hồng ở bên Mỹ. $300 là 6.850.000. Thứ hai là chị Ngọc Anh gửi dùm chị Diệu Đạt. Diệu Đạt 1.000.000. Thứ ba là chị Thúy Mai và chị Tại Tâm ở bên Mỹ có gửi $3,000 là 69.000.000 để trợ duyên cúng dường với 60 vị sư thầy hôm qua ở tại Am Quốc Cô Năm. Thì còn lại số tiền hôm qua là hết 56.400.000 thì còn lại 12.600.000 của hai chị, thì hôm nay Thí Dũng cũng xin dùng để trợ duyên phát quà luôn. Thứ tư là chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy 1.000.000. Thứ năm là chị Thúy Hồng ở Canada 1.000.000. Thứ sáu là chị Nguyễn Quanh ở bên nước ngoài 4.000.000. Thứ bảy là chị Phụng Thi gửi dùm anh Tân Huy Đặng ở Cali 1.200.000 để giúp cho chị, để giúp cho một hoàn cảnh, nhưng mà chị Hương mặc sợi. Vâng. Tiếp theo là người thứ bảy là chị Phụng Thi gửi dùm anh Tân Huy Đặng 1.200.000. Thứ tám là cô Thế Anh ở Sài Gòn 2.000.000. Thứ chín là Nguyễn Cao Thu Hiền chuyển khoản ngày 30 tháng 1 600.000. Thứ 10 là Zalo của bé Thảo và mẹ trợ duyên với các vị tu sĩ là 10.000.000 đồng, trong đó có ghi là hồi hướng công đức cho ông Phan Long Hồng hưởng dương 51 tuổi, bà Phan Thị Tuyết Dung 51 tuổi. Tiếp theo là những cái phần tịnh tài của các vị mạnh thường quân. Thì Thí Dũng vừa đọc được là 40.250.000, thì Thí Dũng mua những cái phần thực phẩm như sau. Thứ nhất là gạo 1.350 ký nhân cho giá 12.000 thì thành tiền là 16.200.000, cộng với 135 thùng mì chay nhân giá 75 bằng 10.125, cộng với 135 gói quà nhu yếu phẩm, trong đó có đường, nước tương, bột ngọt, dầu ăn và nước mắm chay, bột giặt, nước rửa chén, một gói quà như vậy là 100.000, thì 13.500.000 nữa, thì tổng số tiền chia ra là 39.825.000 đồng, còn dư lại 425.000 để làm cái lộ phí. Và những cái phần quà này thì hôm nay ba anh em sẽ phát trong ngày hôm nay 3 điểm. Và tiếp theo thì xin mời cư sĩ, tiếp theo thì xin mời Châu Phú, cư sĩ Châu Phú, và cư sĩ Châu Phú sẽ báo cáo cái kết quả tình bài của các mạnh thường quân. Xin mời cư sĩ Châu Phú. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay anh Dũng với anh Hậu quà cho lên cư sĩ. Dạ, kính thưa quý cô chú, lời nói đầu tiên con xin kính chúc quý cô chú, anh chị và quý sư tăng ni tại đây có một sức khỏe tốt, lúc nào cũng an lạc, an vui trong cuộc sống. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kế tiếp sau đây cho con xin phép đọc cái danh sách của mạnh thường quân hôm nay. Con được cái duyên lành cũng trở về đây cùng với huynh Thành Hậu, huynh Tấn Dũng, và được sự hỗ trợ của huynh Hòa là cốc chủ tại đây, để mà tạo cái duyên lành mời tất cả các vị tu sĩ và cư sĩ tại núi dài này. Thì con cũng xin cảm ơn huynh Hòa đã tạo cái điều kiện và đi mời 40 vị tu sĩ đến đây để Châu Phú và sư huynh Thành Tấn Dũng thay sư huynh Thành Hậu được gieo duyên. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Kế tiếp con xin đọc danh sách của quý mạnh thường quân. Thứ nhất là Zalo cô Nguyệt ở Sài Gòn 800
8.520.000 và hồi hướng cho ông Nguyễn Thanh Giảng, 85 tuổi và bà Nguyễn Thị Nuôi, 79 tuổi cùng gia đình họ Nguyễn. Thứ hai là chị Thảo, pháp danh Diệu Hảo, 200 đô. Thứ ba quay bờ Vũ, gửi giùm anh Minh Thảo ở Mỹ 2 triệu. Thứ tư quay bờ Red Đô, gửi giùm anh Nguyễn Quang Trung, anh Nguyễn Quang Hải 2 triệu. Thứ năm quay bờ Red Đô, cô ở Úc 2.6 triệu. Thứ sáu chú Hoàng Bùi, Henry 1 triệu. Thứ bảy Facebook Hiếu Lâm 250.000. Thứ tám cô Cúc Đặng Atlanta Mỹ 2 triệu. Cô chỉ cần mong cho gia đình của cô được bình an và sức khỏe là được rồi. Và có gửi hỗ trợ cho anh Tấn Dũng một số thuốc bổ để cho anh đi và giúp đỡ cho các tu sĩ nha anh. Dạ, kết hợp với 1 triệu tiền xăng luôn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, chúc em gửi cho anh sao nha. Thứ 9. Dạ, gung tay kêu giữ luôn, gung tay bị gói nha. Thứ 9 là gia đình Từ Lý, gia lô Từ Lý 1.450.000 hết sổ luôn, còn lại 2.200 đô thả cá và gửi cho chú Sáu Mâm thì con sẽ đi trao cái phần sau. Thứ 10 là Facebook Kim Phương pháp danh Thiện Sơn 2 triệu. Thứ 11 gia lô Nguyên Trung 800 hết sổ. Thứ 12 cô Nguyễn Thị Kim Phụng ở Mỹ 2 triệu. Dài quá. Thứ 13 quay bờ Thu Lê pháp danh Nguyên Trang 900 hết sổ. Thứ 14 cô Nghĩa Hồng Nghĩa Hưng Nam Định 500 hết sổ. Thứ 15 con anh Huệ Giác và chị Diệu Hảo 1.5 triệu và hồi hướng cho cha Nguyễn Thanh Hoàng 50 tuổi hết sổ. Thứ 16 gia lô Hồng Liên Hậu Giang 2 triệu. Thứ 17 chị Thủy Châu và ông Châu Quang Thạnh 3 triệu. Thứ 18 cô giấu tên ở Mỹ Tạ Dũng Ánh Loan 1 triệu. Thứ 19 cô Kim gửi cho cháu là em Phan Linda và Phan Đô Nà 2 triệu. Thứ 20 cô Hai ở Phôi Đa Mỹ 1.080.000 hết sổ. Thứ 21 quay bờ Trang Lương 1 triệu. Thứ 22 bà Phạm Thị Trúc gia lô Hoa Sen 1 triệu. Như vậy là tổng số tiền hôm nay cho Phú cộng lại là 43.200.000. Tương ứng với hôm nay là mình đi phát 3 điểm hả sư huynh? Là 135 vị tu sĩ và cư sĩ ha. Và mỗi một phần đó quý vị là cho Phú trao một phần gạo là 10 kg 120.000 và một bao thơ 200.000. Tổng số tiền là 320.000 nhân cho 135 là 43.200.000. Kế tiếp Châu Phú xin mời sư huynh Thành Hậu sẽ đọc trên sách. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo mời Thành Hậu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể quý vị, để quý vị đợi lâu là nguyên nhân lý do là ông anh chở ông bị mất cái bóp. Nhưng bữa nay ngày rằm thì mất cái bóp xong cũng đúng là cái ngày cũng mình thì xui, còn người tìm được thì hên. Cho nên sau khi mất được cái bóp thì mình cũng chạy tới chạy lui, cuối cùng rất là may mắn là xưa giờ quý vị mình mất cái bóp ít bao giờ tìm lại được lắm. Có tìm lại chăng đi nữa thì cũng còn cái vỏ bóp, cái ruột mất tiêu. Nhưng mà bữa nay thì gặp được một anh làm việc, anh đóng làm việc trích sức camera lại ảnh ăn thà ni ha, rất là trai giống như anh Tấn Dũng Châu Phú vậy quý vị. Gặp được cái bóp cho nên mình hỏi thì chủ quán nói bây giờ ảnh đã đem đến công an thị trấn Chi Tôn để trình báo. Thì rất là may mình đi 3-4 chỗ công an huyện, công an cũ, công an mới, rồi vô tới công an thị trấn, cuối cùng là đã tìm lại được. Được rất là mừng, trong đó đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Dạ, thì cũng mong rằng bà con mình cũng hoan hỷ trong lúc chờ đợi ha, cũng rất là may mắn. Thì thưa quý vị, giờ hôm nay được kết hợp cùng hai huynh đệ, tức là anh Tấn Dũng và Châu Phú và Thành Hậu. Đặc biệt hơn nữa là để giống như hôm nay là cái ngày rằm, rằm Thượng Quân rất là đặc biệt. Nếu có thời gian mình có thể chia sẻ về cái ý nghĩa tại sao gọi là cái ngày rằm Thượng Quân ha. Nhưng thôi bây giờ thấy bà con mình đợi lâu bên cạnh đó thì còn ở Latina, còn ở trên đỉnh núi Thiên Cẩm Sơn. Dạ, vậy thì hôm nay phát quà hôm nay là ngày 14 tháng Giêng niên Nhâm Dần 2022. Thì phát 3 điểm. Một là điểm nơi cốc của Thanh Hòa tại Ngũ Hồ Sơn. Dạ, là ở đây là gồm có 50 vị. Dạ, 50 vị. Và ở tại Latina là dưới chân núi Cấm là 25 vị.
là 75 vị. Trên ở trên đỉnh núi Cấm là 60 vị nữa. Dạ, yeah, như vậy thì ở đây thì Tịnh Hậu sẽ vậy là tổng cộng là 135 vị. Dạ, 135 vị. À, giờ thì ở đây là 50 vị, thì đây là số tiền của anh chị Sơn Lộc ở phía sách Sóc Trăng. Thì từ ở núi Dài và cho đến chân núi Cấm là 75 phần, thì anh gửi là 75 triệu. Thì đây là quý vị mình hôm nay Thành Hậu cũng thay mặt cho anh để tặng cho đến toàn thể quý vị, là mỗi một vị thì được 1 triệu. Và còn trên núi Thiên Cấm Sơn thì 75 vị anh gửi 100 triệu, thì 75 triệu còn lại 25 triệu. Và 25 triệu thì mình cộng thêm một là cô Ba ở Bến Tre, rút ra là 1 triệu rưỡi. Và thứ hai là chị Võ Thị Thanh Kiều là 3 triệu. Thứ tư là Ngọc Bích là 500 ngàn. Vậy thì bên núi Cấm và núi Dài ngày hôm nay là tổng cộng những vị mạnh thường quân là vừa ở núi Cấm đó là 30 triệu. Dạ, yeah, núi Cấm 30 triệu, anh Sơn Lộc là anh còn 25 triệu, thì cộng thêm 25, 5 triệu nữa của ba vị mạnh thường quân là 30 triệu là ở trên núi Thiên Cấm Sơn. Và ở dưới chân núi tức là núi Dài và ở bên Latina là mỗi một vị 1 triệu, vậy là tổng cộng là 100 triệu của anh Sơn, anh Sơn Dị Lộc ở cái sách Sóc Trăng, và cộng thêm 5 triệu rưỡi nữa để phát 135 vị ngày hôm nay. Vậy thì Thành Hậu thay lời cho gia đình của những vị mạnh thường quân và kính chúc cho toàn thể quý vị bước qua thềm năm mới thiện sự như ý và làm sao tinh tấn tu hành cho đến ngày tròn thành hạnh nguyện. Và Thành Hậu thầm nguyện ở trên Đức Phật, Đức Thầy cùng các đấng trăm quan chư vị giữa núi rừng này gia trì hộ độ cho tất cả những vị mạnh thường quân, và nguyện đem công đức lành này để hồi hướng về cho tất cả những vị mạnh thường quân. Gia đình là phụ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, nguyện đem công đức lành này để hồi hướng về trong ba cõi sáu đường, trong mười phương pháp giới, âm được siêu, dương được thới, và đất nước Việt Nam cùng năm châu thế giới được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư lạc nghiệp và dịch bệnh mau tiêu trừ và tai qua nạn khỏi. Một lần nữa Thành Hậu xin cầu chúc chung cho toàn thể quý vị trăm điều phúc lộc vừa đem lại, muôn chuyện nhàn thanh đến chẳng ngân. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì do cái danh sách hơi khá nhiều, do hơn nữa là ba anh em, cho nên phải đọc báo cáo rất rõ, dù cho bà con mình ủng hộ vô đây, dù ít dù nhiều, 50, 100 ngàn cũng phải đọc danh sách cho nó cụ thể và rõ ràng, cho nên làm cho bắt mất thời gian, bà con mình không cảm cho. Và cho đây để trả lại chương trình thì xin trân trọng kính giới thiệu Tướng Dũng, nhiều cầu nhân ái sẽ có vài lời phát biểu để gửi gắm cho bà con mình trong cái buổi đầu năm hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Dạ, kính thưa quý vị, thì theo Thành Hậu và Châu Phú và Tướng Dũng đã báo cáo thì nhận mỗi cái hàng quà bà con nhận như yếu phẩm là trị giá 415 ngàn, còn tiền mặt thì Thành Hậu là 1 triệu, Châu Phú là 200, cộng với Zalo của chị Như Vi hỗ trợ với các vị thì 100 nữa, là tiền mặt là 1,3 triệu, cộng với ba chai dầu của chị Như Vi mỗi một vị. Thì tiếp theo sau đây là có chị Phượng ở bên Pháp hỗ trợ với tu sĩ Thanh Hòa 1 triệu đồng để cho tu sĩ Thanh Hòa làm giàu, thì hôm nay Tướng Dũng cũng trao cho Thanh Hòa luôn 1 triệu đồng của chị Phượng. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì sẵn đây Châu Phú xin báo cáo luôn. Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã gửi cho anh Tấn Dũng 3 triệu nữa để giúp đỡ cho bà con nghèo nha, xin quên sẵn chúc em chào luôn nha. Dạ, Nam Mô. Có thư đâu, tình tài. Chuẩn bị. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn quý vị sư thầy. Chư đồng đạo, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tiến tới luôn. Rồi trong kia bốc ra, trong kia bốc hàng ra. Nam Mô A Di Đà Phật, xin chân thành kính chúc quý sư thầy năm mới sức khỏe, tinh tấn, an lạc ha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Năm mới kính chúc quý sư thầy, các vị đồng đạo mình hưởng một cái mùa xuân sức khỏe, thanh bình, an lạc và tinh tấn. Tới luôn. Đây đây đây, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi dầu thì có sẵn ở trong
cái bọc hả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Xếp hàng vô đúng thưa thưa ra. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đúng thưa thưa ra từ 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 thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành kính chúc quý vị sức khỏe, an lạc và tinh tấn nha. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Quá xả rồi quý vị thôi. Năm nay mình ăn Tết lớn rồi ha. Ăn Tết rồi, ăn Tết tiếp tục nữa nha. Bữa nay quá khứ rồi. Quá khứ rồi, vô rồi. Chuyện này tu là mấy tháng rồi. Rồi, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ai nó tập trung ra nhận quà luôn nha, còn ai nữa không? Sáu, qua ông Sáu, qua đâu rồi? Nam mô A Di Đà Phật, còn ai nữa không? Tập trung vô nè, cái một luôn nè, rồi tập trung vô luôn. Nam mô A Di Đà Phật, từ từ người, từ người một, từ không? Nam mô A Di Đà Phật, từ từ cháu nó cũng nhiều, có gì ơi. Nam mô A Di Đà Phật, từ trật tự. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin chân thành đại diện cho các mạnh thường quân gửi đến quý vị lời chào mừng cảm kính, lời chúc phúc sức khỏe trân trọng và chúc cho quý vị mình một mùa xuân năm mới tinh tấn tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Tới luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Có người trợ lý. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Ồ, đúng rồi. Nam mô A Di Đà Phật nè, đi ra cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc con sức khỏe nha cô. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúc quý vị sức khỏe, tinh tấn tu hành nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, chúc quý sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Tới luôn, nhận luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, nhận luôn, nhận luôn. Rồi, nhận tới luôn, tới luôn. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc cho quý vị mình tinh tấn nha, sức khỏe nha, an lạc nha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, ai có đăng ký mà đi Tây Ninh, Tòa Thánh Tây Ninh, nước Bà Đen thì đăng ký với Tuấn Dũng tham quan một chuyến du lịch thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, phiếu chưa, phiếu chưa? Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Tới luôn. Phiếu đâu, phiếu đâu? Nam mô A Di Đà Phật. Vậy hả? Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Kính chúc sức khỏe, tinh tấn, an lạc. Rồi, kính chúc sức khỏe, tinh tấn, an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, rồi, cảm ơn nha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe năm mới, nhận sự an lành, tinh tấn định Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cháu Phú ơi. Cúi. Rồi, chúc cô sức khỏe nha cô. Rồi, tiếp tục sư huynh. Quà nè sư huynh. Ê, cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ mỗi một vị tu sĩ là 20kg gạo, một thùng mì và nhu yếu phẩm. Tịnh tài thì Châu Phú và Thành Hậu cùng với các anh chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ quý vị. Và hôm nay thì cái ngày đầu năm cho nên là các vị tu sĩ cũng hưởng lộc cũng rất là đậm ạ.
quá lộc lớn luôn. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi tới mình lãnh quà. Rồi lãnh lên sư huynh. Qua đây nhận tinh tài luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi còn lại 4 năm phần gì nữa kìa, ai lên luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, và giờ đây thì hôm nay phải nói là một cái điều rất là vui mừng, rất là quý báu, được tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước hợp tác gửi những cái phần tịnh tài cho ba anh em Tuấn Dũng, Nhật và Nhân Ái, Châu Phú, Thiên Cẩm Sơn và cư sĩ Thành Hậu. Phải nói là ba anh em trong nguyên cái mùa dịch qua và đầu năm mới, cũng như trong cái thời gian hiện nay, hầu như là xuyên suốt nỗ lực hết sức là tích cực để rồi là coi như là làm xuyên suốt đêm lẫn ngày. Cho nên năm nay thì chúng tôi cảm thấy hết sức là cảm động, hết sức là vui mừng, hết sức là tán thán cái tinh thần của ba anh em đã luôn đồng lòng đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ cho nhau để rồi đem rất nhiều những cái công đức lành và hồi hướng cho các vị mạnh thường quân trong một năm qua cũng như trong một cái năm mới này. Chúng tôi thiết nghĩ công đức lần này sẽ gói gọn với những cái điều sâu xa qua tất cả các bà con mạnh thường quân trong và ngoài nước và cho tất cả nhân sanh được thái bình, được an lạc, được hạnh thí. Và giờ đây trong cuối chương trình video phát vào hôm nay, Lâm Phần hết sức là thành công và tốt đẹp. Liên tục chương trình xin trân trọng kính giới thiệu Tuấn Dũng sẽ có vài lời phát biểu để kết thúc trong chương trình của cái buổi cấp phát vào hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị mạnh thường quân, kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay ba anh em đã thay mặt tất cả các mạnh thường quân đã trợ duyên với những vị tu sĩ thì phát ba điểm, đó là điểm thứ nhất là tại nơi thấp của tu sĩ Thanh Hòa 50 phần và tiếp tục 25 phần ở tại chân núi Cấm La Thiên Đan, và điểm thứ ba sẽ là lên núi Ông Cấm nơi thấp của chú Tây Hai Mài thêm 60 phần nữa. Một lần nữa Tư Dũng cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ và đồng hành để mà trợ duyên với các vị tu sĩ ngày hôm nay. Kính chúc cho tất cả quý vị luôn được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc và công việc được thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp tục xin trân trọng giới thiệu Châu Phú đây, gì nữa thôi anh hậu đi, Châu Phú nhỏ quý vị anh hậu đi, rồi vô thôi nói người thôi gì vậy, gì ổng đi kết thúc đi được rồi dài. Và cho đây thì cũng như anh Tuấn Dũng đã đại diện cho ba anh em để nói lên cái tinh thần cao quý của các vị mạnh thường quân trong cái chương trình của cái buổi cấp phát hôm nay là 50 phần, hết sức là thành công và ý nghĩa và hết sức là vui mừng. Và cuối lời thì chúng tôi cũng một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng với ba anh em để tạo thành một cái động lực, một cái niềm tin để khích lệ sức tấn cho ba anh em phấn đấu để làm cho tốt hơn nữa và mạnh mẽ hơn nữa trong một năm mới này để gặt hái nhiều thành công phước báo và công đức. Và cuối lời thành tâm nguyện cầu ơn trên hồng ân tâm bảo qua linh đức Phật đức thầy chiếu diệu gia hộ cho toàn thể quý vị mạnh thường quân hưởng một cái mùa xuân năm mới sức khỏe, thanh bình, an lạc và tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả và hồi hướng công đức lần này cho cửu huyền thất tổ, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phúc Thọ, phụ mẫu quá khứ trực dẫn Tây Phương và hồi hướng công đức lần này hướng về cho khắp tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường trong mười phương pháp giới được nương theo công đức lần này mà hết khổ được vui, hiện tại được an lạc và mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc hưởng công niệm Phật rất yên lành. Lễ phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mưa tới luôn cái gì đây, vừa xong.